Thì để cho đại chúng trong khi thời gian suy nghĩ câu hỏi thì Pháp Hòa xin nhắc lại một ý nghĩa mà quý vị thường hay đọc ở trong kinh. Và bởi vì trong Phật Pháp á, chúng ta tu tập á, thì chúng ta có một danh từ là tinh tấn. Nhưng mà ngược lại tới tinh tấn á, là giải đãi. Phải không? Và tất cả nó đều có những cái, hễ mình tu chánh á, thì nó có cái tà, mình siêng năng á, thì nó có cái lười biếng. Cho nên á, là trong cuộc sống nó có hai mặt. Thì cái mặt nào mà nó tiêu cực á, thì mình nhận diện để mình giải trừ, mình làm cho cái tiêu cực đó nó giải đi. Còn hễ mà nó đã là cái tích cực thì mình cố gắng mình phát triển. Rồi đó là cái tinh tấn của nhà Phật. Tinh tấn nó có hai mặt. Tinh tấn là cái gì mà nó chưa có mặt thì chúng ta phải siêng năng làm cho nó có mặt. Thí dụ như cái thiện pháp, cái điều lành nó chưa làm thì chúng ta phải nên làm sao để cho điều lành nó có mặt. Còn nếu mà nó đã có rồi thì phải làm cho nó phát triển. Ví dụ mình không biết đọc chữ thì phải ráng làm sao học cho được cái bảng chữ cái. Mà một khi đã đọc bảng chữ cái rồi thì phải làm sao biết ráp chữ và biết viết, đại khái vậy. Mà nếu mà đã biết đọc biết viết rồi thì phải thường xuyên đọc nó, viết nó để không có quên. Tiếng Tàu là đang là một cái khó. Chữ Tàu là mình phải nhớ hết các nét. Mà nếu như mà mình không viết thường là mình sẽ quên. Nó không giống như tiếng Việt mà có thể ráp chữ được. Nó không giống như tiếng Anh mà có thể đoán được. Thật ra buộc lòng là phải nhớ mặt chữ, mà không thường viết là quên. Huống chi là tiếng Việt, Pháp Hòa thấy có một số các vị qua đây lâu rồi chắc ít viết tiếng Việt, cho nên thỉnh thoảng viết tiếng Việt sai. Một vài chữ mà mình không thường xuyên viết đó là thường hay bị viết sai. Mà cái mà mình lỗi nhiều nhất là giữa chữ hỏi và ngã. Việt Nam mình là viết chữ Việt thì cũng có thể viết được đó, nhưng mà cái lỗi nhiều nhất là giữa chữ họ, dấu hỏi và dấu ngã. Đúng không? Thành thử ra cho nên phải thường xuyên chúng ta viết nó để chúng ta không có quên. Mà nếu không viết thì phải đọc, đọc để mình nhớ cái mặt chữ. Thì cái đó là tinh tấn đó. Thì tinh tấn là siêng năng. Nhưng mà cái chữ siêng năng chúng ta thường dùng nó có cái tính cách nghĩa phổ thông thôi. Nhưng mà cái chữ tinh tấn trong Phật giáo đó, nó có cái hay đó, là cái chữ tinh nghĩa là gì? Chữ tinh nghĩa là tinh tường, tỏ rõ. Khi mà đã tỏ rõ rồi thì mình bắt đầu mới siêng năng với nó. Cho nên cái chữ tinh tấn đó, cái nghĩa nó vậy đó. Anh phải tinh tấn lên. Tinh tấn cái gì? Tôi đã tỏ rõ được ngồi thiền có lợi ích để lắng thân tâm, tụng kinh có lợi ích để tịnh hóa tâm hồn mình. Cho nên tôi rõ được cái ý nghĩa đó, cho nên tôi sẽ tiến tới. Chữ tấn là tiến, tiến bộ. Mà do mình tiến bộ là vì mình đã tỏ rõ tường tận, đã tinh tường cái việc đó. Còn không thì mình tinh tấn làm những điều bất thiện. Cho nên điều thiện, điều không thiện đó là điều ác đó, đã sanh thì phải siêng năng làm cho nó mỗi ngày nó tiêu trừ. Ví dụ như tâm mình hay nghĩ lung tung, nó thôi tôi không ngồi thiền được đâu, tôi ngồi cái tôi nghĩ lung tung quá. Nếu mình nghĩ lung tung mà không chịu siêng ngồi á, để cho nó giảm lung tung và không ngồi thì nó càng lung tung hơn, chứ làm sao nó giảm được. Chứ quý vị đừng có sợ mình ngồi nghĩ lung tung thì mình bỏ cuộc. Hay là đang đọc kinh nghĩ tầm bậy tầm bạ sợ tội, không có gì tội trong việc này hết á. Không, những bài kinh giúp cho mình tịnh hóa thanh lọc, thay vì mình ngồi không thì nó cũng sẽ nghĩ lung tung. Thì bây giờ mình vừa đọc kinh, lỡ có nghĩ lung tung nhưng mà ít nhất mắt mình vẫn nhìn những chữ thánh thiện, miệng mình vẫn còn đọc những lời hay, thân mình vẫn ngồi đó chứ không chiều chuộng theo cái lung tung. Hồi xưa nó nói buồn quá, ra quán cà phê ngồi đi, cái là nó nói như vậy cái là cả thân giác đi theo. Không, thật sự là cái mà giải đãi đó, cái sai đó nó dẫn mình đi. Đó là mình xin lỗi, mình mới nói chuyện uống cà phê thôi đó, chưa nói cái tệ hơn là buồn quá nhà làm gì, thôi ra ngoài ngoài casino kéo vài cái đánh vài gián, thí dụ vậy. Cho nên trong nhà Phật chúng ta dùng cái từ tinh tấn, mà tạm thời để giải thích là chữ siêng năng,
Chứ thật chữ chữ siêng năng nó không có bằng cái chữ tinh tấn. Bởi vì tinh tấn là cái gì chúng ta tin tưởng thì chúng ta sẽ tiến tới, mà tiến tới để không có lui sụp. Thấy không? Tinh tấn để không lui sụp. Mà Đức Phật dạy vậy nè, cái người tinh tấn cũng giống như đi thuyền đất qua sông. Thuyền làm gì có đất, làm bằng thuyền. Mà thuyền đất bỏ xuống nước thì nó làm sao? Nó chìm, nó rã. Mà ví dụ như chiếc thuyền nó có nổi được trên sông á, thì mình phải lập tức bơi cho gấp, chèo cho gấp để qua bên kia. Chứ không thôi nó ngấm nước một hồi là nó rã hết. Thì Phật ví dụ trong kinh là sự tinh tấn của sự cái sự mà cần thiết tu hành á, giống như là chúng ta chèo một chiếc thuyền đất qua sông vậy đó. Sẽ nhanh gấp để không thôi chúng ta bị chìm. Cho nên chữ tiến tới, không thôi thì chúng ta lui sụp. Mà lui sụp chúng ta gọi là gì? Thôi. Mà tu thì phải đi tu tới chỗ bất thôi. Vì vậy cho nên mình á, ngồi đây đều là những Phật tử. Có những người mới đi chùa, có những người đi lâu. Người mới đi lâu á, gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Mới tâm mới phát thôi. Mới phát tâm đi chùa, mới phát tâm nghe Phật Pháp, nhưng đều là Bồ Tát hết. Bồ Tát là gì? Là những người đã giác ngộ. Đơn giản vậy thôi. Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác. Một con người mà có sự giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ nhiều hay ít? Giác ngộ thấp hay nhiều hay ít? Sâu hay cạn thôi, chứ làm sao không giác ngộ? Nếu chúng ta không có giác ngộ, chúng ta đâu có ăn chay dù chỉ một ngày. Nếu chúng ta không giác ngộ, chúng ta đâu có bỏ ác làm lành. Nhưng mà có điều là chúng ta ít có quan tâm. Cho nên sự giác ngộ mình nó có khi nó thường xuyên, có khi thì nó sao? Nó lui sụp. Cho nên chúng ta là thuộc về trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, có lúc nhớ lúc quên. Còn mà đại sĩ mà văn đạo thì cần nhi hành chi, cứ như thế mà làm. Còn tiểu mà hạ sĩ mà văn đạo, đại tiếu chi, cười ha hả. Trên dạng này, trên đời này tu học nó có ba dạng nha: hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ. Thượng sĩ mà người ta nghe nói điều lành điều tốt á, người ta theo đó người ta làm. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Trung sĩ mà nghe đạo lúc nhớ lúc quên, này chắc mình đó. Có khi nhớ khi quên. Nhưng mà hạ sĩ văn đạo thì đại tiếu chi, người ta nghe mình nói đạo đức điều lành người ta mỉm cười, có người cười ha hả, có người cười mỉa mai, phải không? Nhưng đừng vì những nụ cười đó mà chúng ta lui sụp. Cho nên thưa đại chúng, tu mà không khéo chúng ta dễ bị thối lắm. Thối là gì? Lùi. Chữ thối nghĩa là lui. Cho nên mình mà không có, mình không có thấy rõ đó, mình hay dễ bị lui sụp. Cho nên mình mỗi ngày mình đọc trong kinh: bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Con xin nguyện làm bạn với các vị Bồ Tát mà không còn lui sụp. Còn mình á, chơi với ai mà người ta không có khuyến khích được mình, không có sách tấn mình, không có thúc đẩy mình, là mình biết là Bồ Tát này là Bồ Tát dậm chân chỗ. Hay là còn có Bồ Tát còn suối sao nữa? Đi chùa làm gì? Vô trong đó mấy người đó họ dữ lắm. Ở nhà đi tu Phật ở đâu không có. Những khi mà người ta khuyên mình những cái, thật ra người ta cũng không nói gì, nó không phải là không đúng. Nhưng mà đáng lý, nếu mà hay hơn nè, kệ, ai làm gì làm. Mình đi để mà hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp. Và đồng thời trong đó có những người, người ta mới bắt đầu người ta tục tu, mình vững chãi rồi, mình nên cặp kè với những người đó, để cho người ta, mình sắp tấn người ta đi. Ở trong cái bệnh viện, đi vô đó làm gì? Toàn là bệnh nhân không trống, đi làm chi? Thì bệnh nhân ta mới vô bệnh viện chứ. Nếu mà ta là người khỏe mạnh, ai vô đó làm chi? Phải không? Cho nên thôi kệ đi, mình vô đó mình không có chữa bệnh được cho ai, nhưng mà ít nhất thì mình sao? Mình có thể giúp đỡ cho những người yếu đuối, bệnh tật. Cho nên quý vị thấy thật ra điều nào? Thôi vô trong đó toàn những người hung dữ, phiền não, càng đi càng phiền não ở nhà. Thật ra người ta nói cũng đúng chứ không sai, nhưng mà nó chưa trọn. Thay vì mình, cái tâm từ bi mình lớn hơn, ý chí mình vững hơn, chỗ nào càng phiền não mình phải càng ráng đi. Nếu mình phiền não theo họ thì mình sai, còn này mình tỉnh táo để giúp đỡ những người không có tỉnh táo.
Cho nên Đức Phật dạy trong kinh phải không? Phải tỉnh táo giữa những người mê, giữa song phải song pha giữa những người lui sụp. Cho nên mình mà không có song pha thì mình sẽ lui sụp. Vậy thì cái câu chúng ta thường đọc nè, bất thối Bồ Tát vi bản lữ, nghĩa là các vị Bồ Tát không thối chuyển là bạn của con. Vậy thì bây giờ mình không làm Bồ Tát bất thối thì ta vô tới ta làm bạn với ai? Trong đó toàn là những người đang bị phiền não. Mình là những người Bồ Tát không dễ cũng sẽ bị, nhưng mà khó hơn. Chứ không phải không bị nha. Nhưng mình là những Bồ Tát khó bị phiền não. Cho nên mình ráng ở đó. Mình ráng ở đó. Để chúng ta giúp đỡ. Cho nên các vị Bồ Tát là các vị mà nguyện ở trở lại đời này. Nếu các vị có được về tịnh độ, đi vacation chơi thôi à. Rồi người ta sẽ come back, ta sẽ trở lại, ta làm. Vậy thì bây giờ bất thối có mấy loại? Nói chữ bất thối là không lui rồi. Như vậy thì bây giờ có mấy loại Bồ Tát mà không lui sụp? Thấy không? Thứ nhất là nguyện bất thối. Mình đã tu tập thì mình phải phát cái nguyện và đừng để cái nguyện mình nó lui sụp. Ví dụ như hồi xưa mình ăn chay 1 tháng 1 ngày, ăn được 5 giờ quen cái bụng rồi. Cái bụng mình nó quen rồi, nó không còn đói như hồi đó nữa. Khá rồi, không còn thèm nữa, ăn lên 2 ngày. Cái đó là bất thối đó. Mới đầu phát nguyện cho giữ 10 ngày, ăn riết tuột xuống còn có ngày à. Cái này là Bồ Tát tuột dốc. Đó, bất thối là mình phải. Cho nên á, đừng có phát cái nguyện gì mà nó quá cái tầm tay mình. Phải phát những cái nguyện mà nào nó trong cái vòng tay mình. Ví dụ mình nói tôi nguyện chịu khổ hết cho tất cả chúng sanh. Này lớn quá, làm nổi. Phải không? Thôi bây giờ mình nguyện vậy nè. Con nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Thấy ai người ta buồn, mình lại an ủi người ta, là làm cho người ta bớt khổ. Thấy không? Mình làm được. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Hay là bây giờ mình thấy một cái người nghèo ngoài đường, mình không tiện xuống cho, hoặc thậm chí mình cũng có khả năng cho nữa, thì lúc đó mình đi ngang họ, mình nói nguyện cho tất cả mọi người, những người này sớm thoát được cái cơn nghèo khổ, hoặc là thường thấy được những người có khả năng giúp họ. Mình không cho, nhưng mà trong lúc đó mình khởi được cái tâm. Xin phép, nhiều khi mình ở một cái quốc độ dân nghèo quá trời, mình cũng chẳng giàu, mình chỉ khá hơn ta chút, mình có ăn có mặc thôi. Nhưng nếu cho cái nghèo, cho không nổi. Thôi bây giờ ngoài ra cái chuyện bố thí, mình không khả năng gửi cái lời cầu nguyện cho người ta. Rồi bây giờ thậm chí bây giờ cái người đó đó, mình quý vị thấy đi, thỉnh thoảng đi đường mấy con vật nó bị người ta đụng chết á, mình đâu có làm cái gì được đâu. Nhắm mắt lại. Nhưng mà nhắm mắt là mình ngồi trên xe chứ đang lái đừng nhắm nha. Với điều kiện là mình là passenger, là mình là người ngồi thì ok. Còn mình là người lái thì mình đi ngang cái con vật đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cho con vật này được vãng sinh về cõi, tái sinh được làm người, hay là tái sinh về cõi lành. Mình không chôn được nó, mình không chôn cất được nó, mình không an táng được nó, mình không làm được gì hết. Nhưng cái duyên của mình gặp nó chết bên đường cũng là một cái nghiệp. Đã đọa làm súc sanh rồi, rồi đời này phải trả thêm một cái nghiệp bị xe cán, chết ở bên đường. Nghiệp nó nặng. Thấy không? Có những con vật, xin lỗi, con chó, con mèo mà mình nuôi trong nhà ở đây, nó chết như con người. Chết của người ta khóc lóc, rồi người ta thậm chí người ta ôm ấp nó cho tới lúc nó trút hơi thở cuối cùng. Mặc dù nó là kiếp chó, kiếp mèo mà ở được quốc độ mà chúng ta đang nuôi đây. Cho nên có những con vật nó sống trong hoang dã, thấy không, là một cái nghiệp không được ai nuôi, tự phải đi kiếm ăn. Đã vậy rồi, trong một ngày nọ, trời xui đất khiến xe đụng nó chết. Nếu mà đứng trên cái phương diện nghiệp lực thì nó là nghiệp lực chứ gì nữa. Thì bây giờ mình hãy gửi một cái lời cầu nguyện. Mình làm việc đó được không? Được. Mình làm việc lớn là không được. Không lẽ dừng xe lại băng ra đường để tôi bưng vô tôi chôn. Không được. Làm được. Thì mình làm cái việc mình có khả năng. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là có những cái nguyện. Chúng ta nói nguyện là không được. Ai biểu nguyện cái lớn chi? Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng những cái điều nhỏ nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày mình làm được.
Đó bây giờ nè, chúng sanh xung quanh mình nhiều lắm nè. Mình thấy vợ mình, thấy không? Con nguyện mỗi ngày con sống như thế nào để làm cho vợ con được hạnh phúc, đó cũng là cái nguyện. Con nguyện mỗi ngày con sống như thế nào để chồng con được hạnh phúc. Con nguyện sống như thế nào để mỗi ngày các con của con được hạnh phúc. Còn Phật tử mình vô chùa, con nguyện sống như thế nào, làm việc như thế nào trong tình huynh đệ để thầy con được vui. Mình làm việc lớn không nổi, mình không thay thế thầy làm trụ trì được, mình không thay thế thầy cất chùa cất chiền được, nhưng mình có làm được một việc là không làm thầy nhức đầu, phải không? Mình không có gây gổ, không có tranh đua để làm thầy trụ trì bớt nhức đầu. Gặp nhau thì cứ kêu, mình gặp thầy cứ kêu sư phụ mà sống sau lưng thầy phụ thầy một lưng hết à. Không? Đó, thành thử ra mình thương người đó, mình phải làm sao cho người đó giảm đi những cái khổ mà đời sống hàng ngày trong khả năng mình làm được. Vậy thì nguyện bất thối làm được không? Được. Nguyện bất thối. Phải không? Rồi cái thứ hai là gì? Hạnh bất thối. Nguyện xong rồi phải hành. Chữ hành này là hành hành động của mình. Có nhiều khi mình nguyện xong cái tới hồi bực quá, không nguyện gì nữa hết á, không tu hành gì nữa hết á, không làm gì nữa hết á, giờ tới đâu tới. Cái này là mình không hết lòng với cái nguyện hạnh của mình. Cho nên tại sao trong Phật giáo chúng ta có một Bồ Tát tên là Đại Hạnh, Đại Hạnh Phổ Hiền đó, là một người sống bằng cái hạnh nguyện rộng lớn, gọi là Đại Hạnh Phổ. Chữ phổ là rộng lớn, tiếng Anh dịch là universal. Bodhisattva of great action là bồi Bồ Tát với cái đại nguyện, với cái hành động lớn. Nhưng mà ở trong này tại sao nó là đại hạnh và không phải là tiểu hạnh? Chữ đại hạnh đây là nghĩa, chữ đại đây trường hợp này là gì? Là cái tấm lòng rộng lớn, chứ không phải là bự con nha. Bự con kêu tài lũ thôi. Còn không thì chức cao kêu tài có thôi. Còn mình hát tia hát lớn và ai cũng sợ mình kêu tài chế thôi. Chữ đại này là gì? Chữ đại này là cái tâm lượng lớn, cái chí nguyện lớn, chứ không phải là cái xác lớn, cái thân lớn, mà cái tâm lượng nó lớn. Và chính vì cái tâm lượng lớn là không lui sụp trên cái việc làm của mình, gọi là đại. Còn mình á, phát nguyện thì cho to mà rốt cuộc không làm gì hết, còn không làm nửa chừng bỏ tại giận tức. Cái gì giận tức phiền não bỏ nửa chừng không thể kêu đại. Phật không có nghe nói là Phật Bồ Tát giận mình bỏ mình nửa chừng, nhưng mình giận Phật bỏ nửa chừng không à. Tu nửa chừng giận đi về có thiếu gì, phải không? Thì nó uổng lắm. Vì vậy cho nên đã nguyện bất thối thì hạnh phải bất thối. Mà hạnh nguyện bất thối thì cái gì sẽ bất thối? Quả bất thối. Kết quả bất thối. Cái nhân anh như vậy thì cái quả như vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình á, Pháp Hòa mới thấy quý thầy, quý vị, bây giờ quý vị nhìn quý thầy nha. Đó, nhìn các bậc tôn túc của mình á, qua nước ngoài không có tài sản sự nghiệp gì hết, nhưng mà với cái gì mà có thể các ngài làm được những ngôi chùa lớn lao? Chí nguyện, sức chịu đựng, tâm từ bi. Các ngài không có khả năng tiền của, nhưng mà lòng từ bi lớn, chí nguyện lớn, đại nguyện lớn. Cho nên vì phát cái nguyện đó cho nên làm việc miệt mài, mà cuối cùng cái quả mình thấy ngày nay các ngài đã thành tựu được những ngôi đạo tràng để chúng ta về chúng ta sinh hoạt. Có những ngôi chùa vẫn còn chật, nhưng nó vẫn sống ở cái quốc độ chúng ta từ khi khởi công khởi sự cho đến giờ phút này vẫn không biến mất. Như vậy nếu các ngài không có chí lớn, nguyện lớn, hạnh lớn, không, lực lớn thì tiêu rồi. Người ta nói tới nói lui là nản lòng thối chí rồi, chưa nói là những cái khó khăn trong cuộc sống mỗi ngày. Cho nên nếu nói tới bất thối thì có ba cái bất thối: nguyện bất thối, hạnh bất thối, và cuối cùng là quả vị bất thối. Nói gọn là quả bất thối. Nhưng mà chữ quả này là gì? Là kết quả.
là sự thành tựu. Ngày nay chúng ta thành tựu được cái gì trong cuộc sống của mình? Ví dụ như quý vị ngày nay có được một cơ sở làm ăn. Ngày đầu đâu phải đơn giản vậy đâu. Rất là cực khổ. Rồi vượt bao nhiêu những khó khăn. Để rồi ngày nay chúng ta có được cái cơ sở như thế này. Rồi con mình bữa nay nó hiền, nó ngoan. Hồi nó 13, 14 tuổi, trời ơi, mình xách bớt sang bang với nó, phải không? Nhưng mà tình thương của người mẹ, người cha lớn quá. Sức nhẫn nại của cha mẹ lớn quá. Rồi cái nguyện ôm ấp con mình lớn quá. Cho nên mình đâu có bỏ nó. Gần có những lúc mình tưởng như mình nghĩa là mình bỏ nó rồi, mình không thể nào. Nhưng mà tình thương của mình, làm cha làm mẹ không có bỏ con mình như vậy được. Nhờ mình không bỏ con mình như vậy cho nên sao? Bây giờ nó mới được một đứa con ngoan hiền. Nó biết nhìn lại. Thấy không? Như vậy mình hên đó nha. Mình may mắn, mình có phước đó. Con mình nó lớn cái xác mà nó lớn luôn luôn cả cái đầu. Có nhiều đứa xác thì lớn mà cái đầu óc nó chưa lớn, cho nên nó chưa nghĩ thấu, nhưng cũng không bỏ nó. Vì sao? Vì mẹ là thương con, dù con mình như thế nào cũng phải thương con. Bồ Tát cũng thế. Đó, Bồ Tát trong kinh nói Bồ Tát thương chúng sanh như là con ruột của mình. Tại sao biết không? Tại vì các ngài hiểu hết á. Chúng sanh mình là trời ơi, vui buồn, thương ghét, lát thích, lát không, lát vui, lát cười, đủ kiểu hết. Cho nên các ngài rành mình 6 câu vọng cổ rồi. Thấy không? Cho nên bữa nào mình siêng, các ngài cũng nói, à hôm nay nó siêng. Bữa nào mình lười, các ngài cũng gật đầu, biết hôm nay nó lười. Nhưng thôi kệ đi, con mình bỏ đâu. Đó, bằng chứng nè, có bữa mình tu ráo riết, tu ngày, tu đêm, tụng hết kinh này tới kinh kia. Có lúc mình nghỉ, không tụng gì hết. Có lúc đi chùa, nghĩa là thiếu điều mình muốn dọn vô ở luôn nha. Có lúc không đi đâu hết. Tại vì sao? Cái tâm thay đổi của mình. Chờ đại chúng nhớ ba việc bất thối ha. Thứ nhất là nguyện bất thối. Thứ hai là hạnh bất thối. Thứ ba là quả bất thối. Không? Nguyện là lời ước nguyện của mình. Cái sự phát tâm của mình. Nguyện bất thối. Dễ nhớ là phát nguyện bất thối. Hành động bất thối. À, hạnh là hành đó. Hành là mình thực hành đó. Còn quả là gì? Là quả vị, là kết quả. Mà cái quả là cái nhân, cái quả là cái kết cuộc, cái rốt ráo. Còn hai cái trên là cái nhân. Phải không? Cái nhân, nhân mình phải phát nguyện. Và vì phát nguyện cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta làm. Vì vậy cho nên trong cuộc sống tu tập của chúng ta, hay nói cách khác là đời sống hàng ngày, đừng làm cái gì mà không phát nguyện. Bởi vì chúng ta không nguyện thì chúng ta không cố gắng đâu. Chúng ta không nguyện, chúng ta không cố gắng đâu. Quý vị biết là cái tháng này Pháp Hòa nhìn lại cái lịch làm việc Pháp Hòa quải luôn. 30 ngày, không một ngày nghỉ ngơi. Mà bây giờ lúc nhận lịch thì cứ ai phone cái cứ nhận tới hồi nhìn lại lịch mới thấy là riết xuyên suốt 30 ngày. Bắt đầu từ ngày hôm nay một tay. Dài cho đến là coi như là qua tới khoảng giữa tháng 10 mới tạm ngừng cái chương trình được vài ngày. Để chuẩn bị cho cái hai bắt đầu sau cái khóa tu mùa thu ngày 10 tây rồi là 10 mấy tây tháng 10 là tiếp tục chương trình cho tới tháng 12. Thành thử ra nếu như mà mình phát cái nguyện rồi thì bây giờ làm sao đây? Thì mình phải ráng. Phóng lao thì phải theo lao. Khi mà người ta phóng cái lao á là người ta cầm vậy nè, ta nhắm vào tay. Ta phóng nó thì con mắt thì khi cái lao đó mình vừa phóng đó, mình phải chạy theo nó để coi nó rớt ở đâu. Hiểu ý không? Cho nên cái chữ mà phóng lao thì phải theo lao là mình phải chạy theo nó để coi nó rớt ở chỗ nào, chứ không phải phóng đứng đây nhìn. Phóng rồi là phải đi theo nó. Nghĩa là cái gì chúng ta đã nguyện rồi thì chúng ta phải làm theo nó. À, thì mình muốn được cái kết quả tốt thì đây là chỉ cái phương pháp. Từ xưa đến nay, chưa người nào thành tựu được một việc gì mà do sự lười biếng mà có. Đâu có ai thành tựu đời gì, cái gì trong đời. Một học sinh mà ngày nay có cái bằng cấp, đâu phải là do làm biếng mà có. Phải không? Một học sinh có được bằng cấp là đổ bằng bao nhiêu cái công sức học hành. Ngày nay chúng ta được có một gia đình hạnh phúc là chúng ta cũng phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Nhẫn nhục, nhịn nhường,
hài hòa đủ kiểu để giữ cái hạnh phúc của mình cho tới giờ phút này. Cho nên nhìn các bậc ông bà của mình tại sao gây gỗ hoài mà vẫn sống chung, tại vì những lúc đó là khéo léo lòn lách lên xuống để vượt qua những cái ải đó thôi. Còn tuổi trẻ nhiều khi bây giờ, thời buổi bây giờ thì sao? Dẹp. Được không được thì nghỉ. Cho nên rốt cuộc nghỉ nhiều hơn chơi, nghỉ nhiều hơn làm. Vì vậy cho nên đó là chúng ta không có được cái sức nhẫn nại. Vì vậy mà tại sao các bậc Bồ Tát, các vị nào cũng bắt một cái ấn. Thí dụ như Quan Âm Bồ Tát bắt cái ấn, Phật Chuyển Pháp Luân bắt ấn. Thấy không? Những cái ấn đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái nội tâm vững chãi. Ví dụ như mình mang tới cúng dường cho Phật. Ngày xưa thời Phật có nhiều lúc mình đem tới, Phật không có nói, để đó đi, lát tôi ăn. Phật chỉ cần giơ tay. Phật giơ tay là ấn chứng. Còn thí dụ như giờ mình tới, mình đảnh lễ Phật, Phật chỉ cần lấy tay Phật chạm xuống đất. Phật chạm xuống đất để nói lên cái ý nghĩa gì? Tiếp xúc với đất là tượng trưng cho sự vững chãi, gọi là địa xúc. Thật ra quý vị nhớ là cái tâm của mình nhiều khi mình không có xô ra được, ta không thấy, thì mình phải có một cái signal. Cho nên thường mình nói chuyện tới đâu thì mình quơ tay ra dấu tới đó. Hồi nãy ở đằng kia thì mình lấy cái tay chỉ đằng kia, nó đi qua góc đằng này. Thật ra mình nói cũng được, mà tại sao mình lấy cái tay mình chỉ? Vì cái tay nó biểu lộ cái tâm. Nó làm cho câu chuyện thêm linh động. Nó làm cho câu nói thêm rõ ràng. Cho nên cái ấn của Phật. Thấy không? Ấn là cái siêu. Cái mudra. Tiếng Phạn là mudra. Là để biểu lộ cái xác định của nội tâm. Cho nên quý vị thấy Phật á, ngồi để hai bàn tay trong lòng chân á, là biểu tượng cho gì? Sự thiền định, sự vững chãi, không có tạp loạn trong tâm. Cho nên hai cái bàn tay phải đặt trong lòng bàn tay trái, để ngay lòng bàn chân. Đó là hàng ma ấn. Ấn hàng phục các ma. Nhưng mà ma đây là ma phiền não, ma lăng xăng, ma lung tung trong tâm mình. Bằng chứng á, mình đi tới đâu mà thấy người ta ngồi im, ta để tay vậy, cái lập tức im lặng liền, có người đang ngồi thiền. Mình thấy người ta ngồi cái thế ngồi đó là mình biết rồi. Mình phải giúp cho người ta yên tĩnh. Thấy không? Đó. Quý vị nhớ ba cái bất thối chưa? Thứ nhất là nguyện bất thối. Hai là hạnh bất thối. Ba là quả bất thối. Cho nên mỗi ngày mình đọc kinh theo bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Con xin nguyện làm bạn với các vị Bồ Tát không lui sụp. Vậy thì bây giờ lui sụp, Pháp Hoàng muốn giải thích cho đại chúng chữ bất thối đó. Bất thối là không lui sụp. Nhưng mà không lui sụp cái gì? Cái gì không lui sụp? Chứ nói khơi khơi biết lui sụp cái gì? Thì phải nguyện của mình không lui sụp, hạnh của mình không lui sụp, thì nhất định cái quả vị, cái kết quả của mình cũng sẽ không lui sụp. Rồi, đó là cái phần Pháp Hoàng chia sẻ cho đại chúng ha. Bây giờ có ai có thắc mắc gì nữa không? Có câu hỏi gì không? UT. Thiều chưa nắng. Thầy, con có coi trên YouTube của thầy á, có một cái câu hỏi là cái chứng á khi người chết để trên người đó. À, cái trứng gà đó hả, luộc để chỗ người chết là ý nghĩa gì đó hả? À, lần đầu tiên mới nghe, tại thường người chết là để đại chuối. Đại trứng gà là lần đầu tiên nghe. Vậy hả? Tại sao không hỏi cái người chết? Why you like it? Kính thưa đại chúng, sẵn cái câu hỏi là tại sao người mới chết thường chúng ta luộc một cái trứng với chén cơm chúng ta để đầu nằm. Thì đây là một cái phong tục của văn hóa người Việt, nó không liên quan gì đến Phật giáo. Nhưng mà quý vị nhớ là người xưa làm gì cũng có cái ý. Thì mình thấy cái ý nào mình làm
mà mình hiểu thì dù có làm cũng không gọi là đúng, và bỏ đi cũng không gọi là trật. Cái này Pháp Hòa thường nhắc nha. Quý vị nhớ có những việc làm chúng ta làm là vì chúng ta làm theo cái văn hóa, cái tập tục của người xưa. Người các vị muốn có một cái ý nghĩa với mình, nhắc nhở mình thôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu mà chúng ta làm á, thì không gọi là mê tín. Mình hiểu mình mới làm. Mà hoặc là mình làm mà mình hiểu mình đang làm gì, thì dù có làm cũng không dỗ ngực xưng danh tôi làm trúng, mà bỏ đi cũng không có gì không đúng. Nó tùy hoàn cảnh địa phương. Thứ nhất, ở Việt Nam khi mất đi ta dằn một nải chuối, mà nhớ là phải chuối xanh nha, chứ không ai đem mà chuối sim nữa, chứ không ai dằn chuối già hết á. Đây là cái người xưa người ta suy nghĩ cái phong tục. Hồi đó ở dưới quê á, nó có một cái loại mèo, nó tên là Linh Miêu. Thì con mèo này là do kết quả của con rắn với con mèo nó giao hợp, nó sanh ra con Linh Miêu này. Và cái con Linh Miêu này, cái màu nó màu đen, mà lỡ nó phóng qua người chết á, thì có thể người đó bật dậy. Vì cái lực của nó thôi, dưới giao tiếp với cái lực của người chết. Cho nên ở dưới quê người xưa chết rồi là ta hay giăng mùng. Ta giăng mùng, ta tấn lại để con mèo nó không có chạy ngang. Và đồng thời ở dưới quê ở Việt Nam mình sợ trời nó nóng, cho nên là người chết bắt đầu là nó có mùi. Mà nó có mùi á, thì con gì sẽ bò lên giường cái người chết? Con kiến. Cho nên khi ai mới chết ta lấy vải vụn á, người ta nhúng dầu lửa, ta cột bốn chân giường. Ta cột bốn chân giường để làm chi? Để cho cái mùi nó hôi, kiến nó không có bu. Chứ không phải bô cột đó chuẩn bị đốt. Đốt cái đó kêu đốt nhà đấy chứ. Ta lấy dầu lửa, ta cột bốn chân giường để con kiến nó đừng có bò lên gì. Ở Việt Nam trời rất nóng. Mà người chết á, mà cái sức nóng như vậy, mà Việt Nam đâu có tủ lạnh, đâu có đem vô nhà hoàng gì đâu. Cho nên là kiến nó ngửi mùi là nó sẽ bò lên cái giường người chết. Và con kiến mà nó đục người chết á, đục con mắt trước. À, cho nên đừng có lấy hấy quýt ai hết. Không có hấy quýt ai hết á. Ai làm gì, một là nhìn để cảm thông, hai nhắm mắt, nhìn thôi đừng nói. Nhướng nhướng nhướng. Mà hãy nhướng nhướng cái trề trề. Thử ra. Từ từ, từ từ. Rồi bây giờ người ta mới để cái nải chuối là người ta dằn. Để nải chuối người ta dằn để nó đừng có nhảy lên. Đồng thời nó hút hơi. Nó hút hơi. Cho nên ở Việt Nam liệm rồi đó, là cái nải chuối đó đem đạp đi, không cho người khác ăn. Đem ra ngoài sân đạp bỏ, tại sợ mấy người nghèo á, ta thấy chuối còn nguyên ta ăn. Đạp cho nó hư nát ra để đừng ai lượm nó ăn. Vì nó hút cái hơi. Vậy thì rồi đồng thời người ta nghĩ người mất, vừa mất xong thần thức, cho nên sợ cái người chết suốt thời gian bệnh nó đâu có ăn uống gì đâu, cho nên là họ có thể đói, cho nên làm chén cơm cúng. Làm chén cơm cúng nhưng mà cái người này bây giờ họ chết đi á, họ trở thành người âm nhưng mà chưa chôn, cho nên vẫn ở còn ở cõi dương. Cho nên luộc cái trứng gà lên, vì trứng gà có trồng trắng là tượng trưng cho dương, trồng đỏ là tượng trưng cho âm. Hiểu ý không? Cho nên cái trứng gà đó là tượng trưng cho âm dương. Thì khi mà đốt cúng chén, để cái trứng gà trên cái chén cơm đó để biểu tượng cho cúng cho người mất, nhưng mà biểu tượng của âm dương. Đó đây thì bây giờ thưa đại chúng là cái đó là thuộc về cái gì? Phong tục thôi. Nhưng mà thí dụ ở Việt Nam mình trời nóng thì mình phải buộc lòng cột dầu lửa đi. Ở đây dầu con kiến ở đâu mà đốt, trời xách dầu lửa vô cột bốn chân giường trong bệnh viện á, thế này là mình làm chuyện. Hỏi sao vậy? Đây phong tục. Phong tục là đã nói là tục thì nó phải ở đâu để nó có cái tục đó, chứ đâu phải là mình sẽ ứng dụng được, phải không? Cho nên mình làm việc gì phải hiểu. Hiểu để làm gì? Để biết nó là một phương tiện. Thậm chí có những việc làm đó nó phù hợp chứ ở đâu, chứ nó không phù hợp ở quốc độ này. Cho nên chúng ta làm để người ta không có cười,
là mình làm mà không biết. Mà làm không biết thì kêu là mế về tinh, phải không? Làm mà không biết thì, còn làm mà biết thì là chánh tính. Mà đã là chánh tính thì không hề sợ sệt. Không có sợ sệt, làm cái này là trúng, không làm cái này là tội, có tội lỗi gì hết. Quý vị cúng Phật ba chén chè là tại mình ăn chè, mình cúng chè. Chứ thời Phật mà đem chè tới Phật nói what is it? Tại vì Ấn Độ không biết ăn chè. Pháp Hòa ví dụ vậy, thấy không? Mình ăn gì mình cúng nấy. Vậy thì mình cúng đây là một biểu tượng, tại vì cái lòng hiếu kính của mình đối với Phật. Mình biết ơn Phật là người thầy soi dắt cho mình. Mình ăn cái gì trước hết mình nghĩ tới Phật. Cũng giống như mình nấu ăn, mình nhớ cha mẹ, múc ra mời ba mẹ ăn. Thì bây giờ trên Phật, trên cha mẹ là khó Phật, trên múc cúng Phật. Mà ví dụ như nhà mình không có thờ Phật mà nhìn mình có cha mẹ, múc chè đó ra cúng dường cho cha mẹ tương đồng với cúng Phật. Đừng vì cúng Phật mà để cha mẹ thèm không có ăn. Hay thậm chí nói thôi mẹ nhịn đi để con cúng Phật. Phải không? Phật là cha mẹ. Vì trong kinh Tâm Địa Quán nói rõ mà, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Trong đời người có hai đức Phật, Thích Ca Mâu Ni là cha, Di Lặc Thế Tôn là mẹ. Đó là hai đức Phật của đời mình. Cho nên nếu mà bà Đức Phật còn dạy trong kinh đó, người nào biết hiếu kính cha mẹ, phước báo của họ ngang bằng cõi trời. Phước báo của họ ngang bằng với trời Phạm Thiên. Mà trong kinh đó, Đức Phật ca ngợi cái hạnh hiếu nhiều lắm lắm. Phải không? Mà dù Đức Phật không dạy mình, nhưng thủy chung phàm làm người, ai sinh ra cõi đời này có một chút tư duy thì đều phải nghĩ đến cái công ơn của cha mẹ. Điều đó phải có thôi. Chỉ trừ những người như Tôn Ngộ Không, phải không? Ở trong đá nứt ra thì mới không cha mẹ thôi. Bây giờ mình trở lại. Thì thưa đại chúng, đạo Phật đi vào mỗi quốc gia và tùy thuận những cái phong tục tập quán của cái quốc gia đó để làm. Và có, nhưng mà mình làm mà phải có cái sự giải thích để người ta hiểu được ý nghĩa. Ở đây thời này không có ai dằn nãy chuối nữa hết, đúng không? Thì chuyện đó chẳng qua là do cái quốc độ nào mình làm thôi. Không ai cột dầu lửa dưới chân giường nữa. Không ai còn dằn nãy chuối nữa hết. Còn cái chuyện mà mình lấy mấy hột nếp, hột gạo, bỏ miếng vàng vô trong miệng đó, lúc mà liệm đó, là để biểu tượng rằng người mất ngậm ngọc. Ngậm ngọc nghĩa là ngậm sự no đủ. Tại vì con người mình, nếu nói về vật chất, quý nhất là vàng. Còn nếu nói về sự ăn uống mỗi ngày, không gì qua gạo. Thấy không? Thí dụ như người Việt mình thì ăn cơm, ăn gạo đó. Còn người phương Tây thì lấy cái gì làm no? Lúa mì. Họ ăn bánh mì, họ ăn spaghetti, ăn pasta. Tất cả đều làm bằng cái lúa mì. Thì nói tóm lại, mỗi quốc gia, quốc độ nào người ta có những cái phong tục đó. Chúng ta là người Việt, sống ở đất nước Việt Nam. Người xưa đã có những cái quy định vì có những cái phong tục. Ngày nay chúng ta có làm cũng không cho là đúng. Chúng ta có bỏ đi cũng không có gì sai. Hiểu như vậy không hề cứ bị mấy cái chuyện hù dọa. Làm cái này là không có xui, không làm thì xui xẻo. Rốt cuộc mình sống ở đời mà mình cứ bị hù dọa những cái chuyện đó. Sống mà sợ sệt, sống mà sợ hãi. Như vậy thì các đấng ở trên đó là những người bắt phạt mình à. Các ngài không phải là những người để chúng ta thờ cúng một cách đơn thuần sợ hãi như vậy. À, thì Pháp Hòa qua cái câu hỏi của đạo hữu giải thích thêm để các vị biết được. Dạ. Dạ. Kinh gì mình đọc mình hiểu là tốt. Quý vị nhớ là tất cả những quyển kinh không hề quy định
kinh nào cho việc gì. Nếu chúng ta có duyên với bản kinh nào, mình đọc mà tâm đắc, nghĩa là mình cảm nhận được cái nghĩa lý trong kinh, phấn khởi với cái nghĩa lý trong kinh, thì bản kinh đó là cái duyên của mình. Cái quan trọng là sự hồi hướng, chứ không phải kinh nào tốt. Tiền mình bán được do bán trái cây, bán pizza, bán rau, hỏi tiền nào tốt? Tiền là tiền thôi, phải không? Đi làm bất cứ ngành nghề nào, mục đích cũng chỉ để lấy gì? Lấy tiền. Thì cũng như thế, chúng ta làm tất cả mọi việc, đọc tất cả các kinh, cũng nhằm tạo cái công đức, phước đức, hồi hướng cho người thân. Quan trọng là tụng có tâm chí thành, tụng với lòng tha thiết, và tụng mà có sự hiểu biết của kinh, tâm mình giao cảm với lời kinh, thì cái lời kinh đó chẳng những lợi ích cho ông bà, mà người tụng được lợi ích đầu tiên nhất, vì mình có sự an tịnh trong khi mình đọc kinh đó. Như vậy, khi mình làm điều thiện cho ai, ai là người hướng trước? Chính bản thân mình. Ví dụ như bây giờ mình nói, lát nữa đó tôi sẽ khuyên người đó như thế này thế kia, thì những lời hay ý đẹp đó nó xuất phát từ đâu trước? Từ trong tâm tâm thức của mình. Mình là người benefit, là người hưởng cái lời lành, lời thiện đó trước. Còn nếu ngược lại, lát tôi sẽ chửi nó kiểu này kiểu kia, thì ai là người hưởng những cái chữ đó trước? Bản thân mình. Đơn giản vậy thôi. Cho nên cái gì mình làm cho ai thiện, mình cũng hưởng trước. Mà xấu, mình cũng là người hưởng trước. Tại nó xuất phát từ trong tim mình. Cũng giống như Pháp Hòa, bây giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng những lời Phật dạy. Quý vị nghe là người thứ hai rồi. Ai là người đầu tiên hưởng cái đó? Pháp Hòa. Tại Pháp Hòa đọc được lời kinh đó hay, thì chính Pháp Hòa là người hưởng trước. Thế chờ thầy chia sẻ, quý vị cũng là người nhì thôi. Phải không? Thành thử ra nhớ, muốn hưởng điều thiện, điều lành từ mình, mà mình nghĩ thiện thì tâm mình an lạc với cái thiện đó. Có nhiều khi mình nghĩ tới cái người kia là bắt đầu chưa gặp, chuẩn bị gặp thôi mà tim đằng này đánh trước rồi đó. Nó thầu hồi hộp trước rồi, tay mồ hôi ra trơn rồi trời rồi đó. Miệng nó rung rồi đó, lát nữa gặp chắc xỉu luôn. Ta nói quý vị thấy không? Nghĩ tới cái người mình không ưa thôi, dù họ chưa xuất hiện mà nghĩ tới họ thôi là mồ hôi tay mình ra, người mình nó lả mồ hôi, giận rung lên. Thầy nói rốt cuộc chính mình là người hưởng cái quả xấu đó trước hết. Nghĩ như vậy đó, cho nên cái gì chúng ta giảm được chúng ta giảm, mà làm được những cái đó chính là mục đích của người tu Phật. Người tu Phật không phải chờ chết lên thiên đường tịnh độ gì hết á. Hãy nhìn lại mình ngay trong giây phút hiện tại, chúng ta đã hưởng được gì từ những lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đọc kinh nào để cho bớt thiên tai? Đọc kinh tế. Như thì câu thứ hai là pháp danh từ thiền mai là cái gì con không hiểu. Giờ cái câu hỏi trước hết á, là đọc kinh gì để mà mình bớt cái thiên tai. Thưa đại chúng á, thiên tai nó từ cái quả do chúng ta sống hàng ngày, cho chúng ta tác nhân. Cho nên cái tụng kinh hay nhất là gì? Ngay kể từ giờ phút này, mỗi người chúng ta ý thức sống như thế nào, ăn uống như thế nào để chúng ta bảo vệ được môi sinh. Cái gì không cần phí, đừng phí. Ví dụ như á, hở chút mình xé ăn miếng ni lông, mình bao cái chén cái dĩa. Thí dụ đó ha. Nhưng mà nếu mình làm đi, lấy một cái tô úp lại thì mình đỡ được miếng ni lông, mặc dù nó không có đáng gì dưới cái nghĩ của mình, nhưng mà một bữa ăn mình xé 10 cái chén là 10 miếng ni lông, mà một tháng 30 ngày như vậy thì một gia đình của mình thôi, chưa nói ngàn triệu tỷ gia đình trên thế gian này, thì cái môi sinh này nó sẽ như thế nào? Mỗi người ý thức. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, phát nguyện đi, làm chuyện lớn cứu thiên tai không được, nhưng mà làm chuyện nhỏ được không? Con nguyện sống mỗi ngày thật chánh niệm để bảo vệ môi sinh. Nhiều lý ở chùa, Pháp Hòa hay lượm mấy cái miếng ni lông lại. Thí dụ mới bao cái dĩa rau, dở ra ăn, ai dò dò dục Pháp Hòa không cho. Lượm lại, một lát mình xài cho việc khác. Nó mới bao cái rau thôi mà. Tôi nói trời ơi,
keo kiết vậy bởi già không nổi. Ai nói gì nói, nhưng mình biết mình đang làm gì. Cô hiểu ý không? Thì trở lại câu chuyện, trở lại câu nói hồi nãy, Pháp Hòa xin thưa đại chúng, đó là cái suy nghĩ Pháp Hòa mỗi ngày Pháp Hòa sống đó. Làm không được việc lớn, hãy phát nguyện làm việc nhỏ. Mà mỗi người chúng ta ý thức một việc nhỏ chúng ta làm thôi, cuộc sống này nó dễ dàng vô cùng. Đây nè quý vị nè, không biết nấu ăn phải không? Đi làm về phụ vợ rửa cái chén được không? Bắt nồi cơm được không? Nếu ông chồng nào cũng ý thức một chút đó thì bà vợ về bà khỏe rồi. Mà bà khỏe là bà đỡ bực, mà đỡ bực là bà đỡ nhăn, đỡ nhăn thì mình cũng đỡ nhó, tại vì bà nhăn là mình phải nhó à, phải không? Cho nên cái này Đức Phật dạy rất hay trong cái giáo pháp duyên sinh. Cái này có là cái kia có, cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt. Cái này có là cái kia có là sao? Mình làm việc nhỏ thì sẽ có niềm vui nhỏ, mình làm việc lớn thì niềm vui lớn. Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ đó, con thương mẹ thương ba không? Đi học về con xếp đôi giày ngay lại, máng cái áo lạnh lên, ngủ dậy xếp mền. Con làm được mà. Con hãy thương mẹ thương ba bằng cái hành động của mình, bằng cái khả năng của con làm được. Mình không biết nấu ăn nhưng đâu có nghĩa là mình không dọn dẹp được. Mình không biết nấu ăn đâu có nghĩa là mình không ra phụ dọn chén, rửa chén, lau chén được đâu. Cái quan trọng là có muốn làm không. Thì cũng như thế, thưa đại chúng, thiên tai ngoài kia lâu lâu, còn thiên tai trong nhà mỗi ngày. Nếu chúng ta không biết cách sống, gia đình mình mỗi ngày đều có thiên tai, đều có thiên tai. Chén dĩa tự nhiên đâu trên bàn nó rơi xuống hết. Không động đất mà động lòng. Vì lòng nó động cho nên chén bát trong nhà, đồ đạc trong nhà. Rồi gì nữa? Động tâm, động mắt, động mũi, là bao nhiêu từ ngữ nó động hết, nó tung ra hết. Vậy có phải động đất không? Rồi bây giờ Pháp Hòa trở lại câu chuyện ha. Quý vị có đọc trong kinh không? Quý vị thấy ha, lúc Đức Phật nói kinh đó xong, quả đất rúng động, mọi người dựng tóc. Đó là biểu tượng cho cái gì? Niềm vui. Có những cái mình nghe, trời ơi, tự nhiên bữa nay mình vỡ ra. Trời ơi, nó gần gũi với mình như vậy mà hồi nào gì mình đâu có nghĩ tới. Tự nhiên mắt mình hay trố mắt lên. Phải không? Mọi có nhiều có những cái câu mà nó nói đơn giản mà làm cho người mình nó rúng động. Có phải là toàn thân sáu căn của mình nó rúng động, trời rung sáu cách. Cho nên á, thiên tai ngoài kia, chiến tranh ngoài kia, nhưng mà hỏi coi, cái thế giới nhỏ của mình nó có chiến tranh không? Cái thế giới nhỏ của mình nó có chiến tranh không? Mình là một ông vua, chồng mình là ông vua, con cái mình, ba bốn nước, không nước nào hợp với nước nào hết. Rõ ràng, đó, ngay cái thế giới nhỏ mình, rồi cái thế giới nội tâm của mình, mỗi ngày. Cho nên bây giờ Pháp Hòa quý vị thưa là quý vị muốn hết thiên tai, hãy sống bằng khả năng bảo vệ môi sinh của mình mỗi ngày. Không dám, ví dụ á, mấy cái chai, Pháp Hòa hay đi ngang đồng rác qua nhìn lắm. Mấy cái chai mà plastic ở đây không biết bán được không, chứ bên Canada là chai nước là 5 cent chai đó. Là, mà nhiều thấy nhiều người ta xài xong ta dục, thậm chí nước uống nửa chai nửa chai. Quý vị thấy không? Cho nên phải lượm mấy cái nước đó lại. Pháp Hòa cứ đi gom, đi qua đi tưới cây. Rồi ai mà dục mấy cái chai vô thùng có phải moi ra để mình đi recycle. Nếu mình bán thì bán. Còn tại vì ở bên Canada đó, mua nước là phải deposit tiền chai. Đó. Cho nên làm vậy để làm chi? Để mình phải return lại, mình lấy recycle, mà bảo vệ môi sinh. Cho nên Pháp Hòa không, mình một mình làm không nổi. Một mình làm được, còn mình biểu mọi người thì chắc khó. Nhưng nếu mà thôi ai cũng phung phí, tôi phung phí theo, thì thế giới này nó xong. Cho nên quý vị làm theo cách Pháp Hòa sống đi. Đây là cái cách Pháp Hòa sống hoài ngày đó. Phát nguyện việc lớn không được, con xin phát nguyện việc nhỏ. Thấy không? Chấm dứt thiên tai con làm chưa được, nhưng con sẽ cố gắng bảo vệ để môi trường không giảm. Cho nên bao ni lông nè, giấy nè, tất cả những gì mình xài có tổn, có lấy từ thiên nhiên, chúng ta đều phải cẩn thận hết, bảo vệ.
rồi nói theo cái đạo lý là coi cái thiên tai trong nhà mình, những cái cách mình sống, không chừng cũng động đất, cũng sóng lụt đồ dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhiều khi một cơn sóng thần có một buổi chiều thôi, mỗi người mỗi ngã rồi đó, phải không? Thành ra để ý cái đó. Yeah. Thầy cho con hỏi một câu. Con ăn chay trường thầy, nhưng mà con ở với con nhiều khi con cắt con cá hay là con cắt miếng thịt ra gì, tự nhiên cái lòng con nó muốn chảy nước mắt ra, mà con không làm thì không được, tại cách con nó bận quá. Thì con xin hỏi thầy vì con có phạm tội không thầy? Tại vì thật sự con chay mấy chục năm rồi mà, tại vì cái hoàn cảnh bắt buộc con phải, nếu mình không nấu thì con nó không có ăn, mà nó ăn chay thì nó không ăn được. Mình đã nhiều khi con cũng nói sao vậy, con hỏi thầy như vậy thì con có lộ có tội không thầy? Tại vì mình đã ăn mà tại sao mình nấu cho mọi người ăn thực vật, thành nó con cái lòng con mỗi lần mà con nấu cái gì tự nhiên cái nước mắt con muốn chảy ra. Thế mình, tại sao mình ăn mà mình không, mình lại đi làm cái này cho người khác ăn mà các con thì dạ tôi thầy con rể con thì nó ngừa ngoại quá, nó đâu có ăn được như mình, thành ra mỗi lần một ngày con phải nấu cho nó một lần, thì buổi trưa con nấu thì buổi chiều vợ chồng con nói về nó ăn, còn mỗi lần con nấu thì cái lòng con nó giống như nó bất an thầy. Con không biết làm sao mà con cũng thiệt thầy tha tội cho con, mỗi lần mà con làm gì cho con mở YouTube rồi con nói với lòng con, thầy ơi thầy với con làm con vô chùa con kéo thầy vô luôn, con vô chùa từ quan ngân chứ thứ bảy chủ nhật là con 8 năm trời con vậy, nhưng mà mỗi lần con vào bếp con nói thầy ơi con với thầy nha, con mở thầy YouTube lên đấy là thầy nói thầy giảng thì con làm, con có phạm tội không thầy? Cái lòng con cứ suy nghĩ hoài, hôm nay con có qua bên Canada tu học, dạ biết, con có dịp gặp thầy, con đi theo Diệu Mai đó, dạ biết, thầy dạ biết. Đã tặng cho con cái bộ áo choàng đó, bữa nay con được gặp thầy con hạnh phúc lắm, mà thầy cho con cái thắc mắc gì, mình ăn mà tại sao mình nấu cho người khác? Thì mình kêu tu gố. Dạ thưa đại chúng, thì trở lại cái câu hỏi của cô ha, thì cái câu này Pháp Hòa cũng có thường chia sẻ. Thật ra đó thì quý vị ăn chay trường, đó là cái việc bổn phận của bản thân. Nhưng cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều bổn phận lắm, bổn phận cho bản thân mình và bổn phận cho người thân. Như vậy thì mình làm được 50%, đó là bản thân mình, mình làm cái bổn phận của sự tu tập. Nhưng vì người thân mình còn bổn phận cho họ, chứ không phải làm. Điều này cô không có tội. Cô hiểu không? Mà mình sống đúng với cái bổn phận của mình. Ví dụ như cô không làm vì cái ý nghĩa là thôi mẹ ăn chay mẹ tu rồi, mẹ không đụng vô. Thì chẳng những cô không làm cho con cô có tình cảm với cô, mà con cô sẽ còn có một cái nhìn khác đi về cái tôn giáo, cái đạo mà cô đang đi theo tu tập. Như vậy mình không độ được ai, mà mình còn làm nó hư hơn nữa thì không nên. Cho nên quý vị nhớ ha, mình có rất nhiều bổn phận. Với cái bổn phận của chính mình, làm gì được thì mình làm. Nhưng cũng không thể thiếu bổn phận như người thân. Nếu người thân vẫn còn đang cần mình thì thôi, làm mình ăn đó là bổn phận ăn chay của mình, làm là phải bổn phận của mình, chừng này vì bổn phận mà làm chứ không phải vì thích thú, không phải vì ham nấu cho con ăn cho ngon, nấu cho người này ăn cho ngon để lấy tiếng lấy tiền, mà vì cái bổn phận phải nấu thôi, thì cô cứ nấu cứ làm, không có tội lỗi gì hết. Thì Đức Phật có dạy một câu trong kinh rất hay, đại chúng nên để ý câu này ha. Đức Phật dạy như thế này:
đó là các ngài dạy rằng Đức Phật không cho phép một người tại gia nào tu hành mà quên bổn phận với người thân. Làm bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật đâu phải dạy cho mình tín ngưỡng một cái đấng tối cao nào đâu, mà Phật dạy cho mình cách sống giữa con người với con người. Mà chúng ta đã làm mẹ thì có bổn phận của mẹ. Tại vì mình có danh thì phải có phận. Danh mình là mẹ thì bổn phận mình làm mẹ. Danh mình làm vợ thì bổn phận của làm vợ. Cho nên ai có danh gì thì phải có bổn phận nấy. Thì bây giờ mình là bổn phận một người mẹ ở chung với con. Con đi làm cực khổ, mình ở nhà nấu cho con miếng cơm ăn thì phải nấu cho đàng hoàng. Còn cái chuyện mình đành có lỗi với con vật để làm tròn cái bổn phận của mình, chỉ vì bổn phận chứ không phải vì vui thích. Và trong cuộc đời này á, nếu chúng ta sống mà chúng ta nhận được cái tương đối thì chúng ta sẽ khỏe hơn là chúng ta cứ bắt mọi thứ nó phải tuyệt đối. Vì thủy chung khó lòng mà tuyệt đối với tất cả, chỉ được tương đối thôi. Chứ cuối cùng cuộc đời tương đối mà, phải không? Bây giờ quý vị nói đi mua, tôi mới tạc cái tượng Phật bằng gỗ cúng cho chùa đó. Tượng Phật bằng gỗ thì đốn từ đâu? Một cái cây, phải không? Như vậy thì trong quá trình mình cúng Phật có lỗi không? Cũng có lỗi vậy. Mình có lỗi với cái cây cổ thụ, phải không? Rồi bây giờ quý vị lái xe đi 3 tiếng làm công quả cho một ngôi chùa. Trên quá trình đi có lỡ cán chết những con thiêu thân hay là những con nó lao vào trong đèn mình không? Cũng có chứ. Cho nên cuộc đời này chúng ta chỉ nhận cái tương đối. Làm việc gì mà quan trọng nè, khi chúng ta làm, dù cái đó nó có thể nó chúng ta tạm gọi là không đúng, nhưng chúng ta không khởi bằng tâm ác. Ví dụ cô nấu cho con cô ăn, chỉ vì bổn phận mà nấu, chứ cô đâu phải là ác đâu, muốn sát nó, hay là muốn làm để thỏa thích cái thú của mình, hay là làm để lấy tiếng, lấy danh gì đâu. Cho nên không có lỗi gì hết, phải không? Chỉ vì cái bổn phận của mình thôi. Đừng vì bảo vệ cho cái ngã của mình mà mất đi những bổn phận cơ bản mà chúng ta đời sống hàng ngày, thì chúng ta làm trái đi cái điều mà đạo Phật cơ bản nhất phải tu tập. Dạ. Yeah. Rồi, xin thưa đại chúng, thì chắc trời cũng tối rồi, thì mai quý vị về còn đi làm ha. Tối hôm nay là một buổi chiều không có dự trù pháp thoại gì hết, mà rồi cuối cùng chúng ta cũng có được một cái buổi ngồi sinh hoạt với nhau như thế này, thật là quý quá. Cảm ơn đại chúng đã dành thời gian về đây thăm Pháp Hòa, và chúng ta cùng có buổi ăn chiều chung, rồi còn ngồi sinh hoạt Phật Pháp chung như thế này. Nguyện đại chúng luôn được thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, và trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Rồi, bây giờ đại chúng chắp tay hồi hướng nha. Xin đại chúng cùng chắp tay chúng ta hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật đạo.